Rồi, lần đầu tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với video tiếp từ của Phương. Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã mua mail nấm rơm này và cái bộ dụng cụ làm nấm rơm ủng hộ Phương nha. Đó. Phương nhận từ giao hàng toàn quốc luôn nha cả nhà. Phương nhận giao hàng toàn quốc. Ai đặt hàng cứ liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cái số đó kết bạn Zalo với Phương nha. Đó. Phương nhận tư vấn từ A tới Z về nghề trồng nấm rơm nha. Tư vấn từ A tới Z về nghề trồng nấm rơm và cung cấp vật liệu dụng cụ từ A tới Z về nghề trồng nấm rơm luôn nha cả nhà nha. Đó, ai đặt hàng cứ liên hệ cái số Phương vừa đọc lúc nãy đó cả nhà. Đấy rồi. Bây giờ Phương vô đơn hàng luôn nha cả nhà nha. Đâu đây, mail nấm rơm nha cả nhà. Mail nấm rơm bên Phương đặt chuẩn luôn nha. Đó. Mail nấm rơm bên Phương đặt chuẩn luôn và Phương cũng lưu ý cái mail này nha cả nhà. Phương lưu ý cái mail này, cái lúc mà Phương đóng hàng gửi đi cả nhà, tờ nó chạy rất là đẹp rồi nha, nó tờ nó chạy rất là đẹp và đều như thế này rồi, đấy cả nhà, tờ nó chạy rất là đẹp và đều như thế này rồi. Rồi nó lúc nó mà tới chỗ cả nhà, tới cái chỗ cả nhà là đi Phương đóng hàng cả nhà, nó bỏ trong thùng giấy, nó đi đường xa mồ hôi ra nó sẽ bị xẹp xuống nha, mồ hôi ra nó bị xẹp cái tờ này xuống, cả nhà nhận hàng xong cả nhà làm liền vẫn được. Đó, cả nhà làm liền vẫn được không, hoặc cả nhà để tầm 15-20 ngày cả nhà làm vẫn được nha cả nhà. Đó, bên Phương có hai loại, một loại lớn và một loại nhỏ. Loại nhỏ ví dụ nhà nào đặt 10 bịch nhỏ thì Phương sẽ còn bịch nhỏ Phương sẽ gửi 10 bịch nhỏ, còn không Phương sẽ gửi 5 bịch lớn cho cả nhà nha. Đó, nó giống nhau hết cả nhà. Đó, mail đặt chuẩn luôn cả nhà. Ai đăng ký và kèo theo dõi kênh của Phương lâu rồi thì cả nhà tự biết thôi. Đó, nắm ra rất là sai trái và đặt trái nha cả nhà, đặt trái và lâu buông dù nha cả nhà nha. Hầu hết gần như là Phương quay cả các cái video không thấy một cái nào buông dù luôn cả nhà nha. Đó, mail rất là đặt chuẩn cả nhà. Đó, bên Phương bán 6-7 năm nay là cả nhà không phải lo đâu nha. Đó, ai theo dõi kênh Phương lâu rồi thì cả nhà cứ hiểu thôi. Đó, rồi đây là mail. Rồi tới cái giấy uy tín nha cả nhà. Cái giấy uy tín đo độ pH của nước vôi á cả nhà, lúc cả nhà đổ ủ rơm á cả nhà. Đó cả nhà, ngâm nước vôi cả nhà, lấy cái tờ màu vàng này cả nhà thử hoặc tờ nó tầm 12 13 ra được nha cả nhà. Cứ ngâm cái tờ này này, ngâm cái tờ màu vàng nó xuống cái nước vôi là tự nó hiện cái màu lên, cái màu của cái tờ này lên cả nhà. Tầm 12 13 là được nha. Còn lúc cả nhà đem vô ủ tờ á cả nhà thử được 7 hoặc 8 là được nha. Đó, 7 hoặc 8 là được. Đấy cả nhà. Đây, giấy uy tín nha cả nhà nha. Rồi, tới chai dinh dưỡng nguyên liệu Israel cả nhà, chuyên dùng cho nấm rơm nha cả nhà nha, chuyên dùng cho nấm rơm nè. Đó, công dụng nè, chống dụp nấm, kích thích nấm mọc rộ hơn, tăng tỷ lệ nấm lớn, tăng năng suất đến 20-30% nha. Chai đại hàng sử dụng nó thứ 3 năm lận nha cả nhà, nó 250cc nha, là 200ml đó cả nhà, 200ml nè cả nhà. Đấy, cách liều lượng và cách sử dụng nè cả nhà, hai pha 25cc là 25ml đó cả nhà, cho một bình 8 lít nước nha. Xịt lúc sắp mô cả nhà sắp một lớp mô xong cả nhà phun sương qua. Đó, phun qua rồi cả nhà cái meo lên đó. Và 7 ngày sau khi vô meo nha, 7 ngày sau khi vô meo á cả nhà phun lần 2 nha cả nhà. Rồi lúc đó giữ ẩm là chờ nấm nó ra thôi cả nhà. Đó, xịt lên nấm trứng cá và Phương lưu ý cái bước xịt lên nấm trứng cá này nha. Cả nhà chỉ phun sương một lượng nhẹ thôi nha cả nhà nha. Đó, phun sương một lượng nhẹ thôi, cả nhà đừng có phun nhiều quá nha cả nhà. Đấy, chai dinh dưỡng nha cả nhà nha. Rồi tới cái cây nhiệt kế đo mô. Đây là cái cây nhiệt kế đo mô nha cả nhà. Cây nhiệt kế đo mô. Đó, cách sử dụng là cả nhà găm cái đầu đỏ này vô trong mô nấm á. Đó là cái đường chỉ đỏ này chạy đi tới đâu là nhiệt độ đó bấy nhiêu cả nhà nha. Đây là 36 độ này cả nhà. Ở Phương đang 36 độ luôn cả nhà. Đang nóng lắm cả nhà. Rồi. Còn sử dụng là cái lúc mà nó có tác dụng á từ đầu tới cuối luôn cả nhà. Từ cái lúc này cả nhà đổ ủ đóng cho tới thì lúc hái luôn cả nhà. Hái nấm luôn á lời cả nhà. Tới lúc mà đổ ủ đóng á là cả nhà ủ ngâm rơm xong rồi cả nhà ủ á đó, ngâm rơm với nước vôi xong cả nhà ủ lên đó, đó người ta gọi là ủ đóng nha cả nhà. Đó, cả nhà găm cái đầu đỏ này vô trong cái đống ủ đó, nó lên tầm 75 hoặc độ 70 hoặc 75 độ nha cả nhà, lúc đó nó mới đạt chuẩn nha cả nhà. Lúc đó cái đống ủ mới gọi là đạt chuẩn, lúc đó nó đủ độ nóng rồi nấm dại nó mới chết nha cả nhà nha, nấm dại nó mới chết. Lúc cả nhà đem vô sắp mô là nó sẽ không bị lên nấm gió và nấm mực. Còn ví dụ cả nhà ủ mà không đủ độ nóng của nó đó là cả nhà đem vô sắp mô nó sẽ lên nấm gió và lên nấm mực nha cả nhà, là coi như cái mẹ nấm nó thà nó lên nấm gió thì nó lên ít đó, thì nấm rơm nó có thể phát triển được, nó có thể lên được, còn nấm mực lên thì chịu rồi. Phương nói thiệt, nấm mực nó rất là mạnh nha cả nhà, vì vậy cái đống ủ rất là quan trọng. Nó tóm lại bước nào cũng quan trọng quá, nhưng mà cả nhà phải là quan trọng từ cái bước 1 cho tới bước 10 nha cả nhà, không được bỏ bước nào hết, bước nào quan trọng hết cả nhà nha. Đó cả nhà, còn lúc cả nhà mà đem vô trong cái meo á, cái meo xong á
cái mèo xong cả nhà cây này cả nhà găm vô trong mô á, trong mô nấm á, nó lên tầm 35 hoặc 35 đến 42 độ đổ lại nha cả nhà nha. Đó đó là cái giai đoạn quanh cái nhiệt độ để cho tơ nó phát triển tốt nhất cả nhà. Đấy, quý mà không đủ cái độ nóng á thì tơ nó sẽ bị nó không chạy được nha, còn nó lạnh nó nóng quá thì nó sẽ bị chết tơ nha cả nhà. Đó, coi có cây này cả nhà sẽ kiểm soát được trong mô. Còn lúc mà nó ra đinh ghim á cả nhà, có cái này kiểm tra là nó tầm 35 độ là đẹp để nấm nó phát triển tốt nhất nha cả nhà. Đó, cây này rất quan trọng không kém nha cả nhà. Nó lại là nấm rơm, cái bước nào quan trọng hết đó cả nhà. Đó, cả nhà cứ làm theo là được. Rồi tới cái đồng hồ đo nhiệt chạy với độ ẩm của chạy nữa cả nhà. Cái vòng lớn là nhiệt độ này, còn cái vòng nhỏ đây là độ ẩm nha. Vòng lớn là độ nhiệt độ, còn vòng nhỏ là độ ẩm. Đó. Cái đồng hồ này có tác dụng là kiểm soát được cái nhiệt ở trong chạy nha cả nhà. Cái nhiệt và cái độ ẩm trong chạy, với trong độ cái nhiệt ở cái độ ẩm trong chạy mà không đủ là cái mô nấm nó sẽ bị khô nha cả nhà. Mô nấm mà khô đó dẫn đến là nấm con nó sẽ bị chết. Đó, nó bị chết hoặc nó bị dột đi nữa nha. Đó, nó vàng đầu đi, nấm nó bị chết và nó bị dột vàng đầu đi rồi nó bị chết nha, úng nha cả nhà nha. Vì vậy có cái đồng hồ này rất là quan trọng nha. Còn nhiệt độ, cái vòng lớn là nhiệt độ, nó để kiểm soát được cái nhiệt ở trong trại cả nhà. Và Phương cũng lưu ý luôn là cái đồng hồ này cả nhà mua ở đâu cũng được hết, Phương không ép cả nhà phải mua anh Phương, nhưng mà cả nhà kiếm chỗ nào mua cho nó uy tín một xíu. Đó, mua cho nó uy tín một xíu, tại trên thị trường rất là nhiều loại và rất là nhiều mảnh giá khác nhau nha cả nhà nha. Cả nhà cứ kiếm chỗ nào mua uy tín là được cả. Tại cái đồng hồ này nó rất là quan trọng trong phòng này cả nhà nha. Nếu cả nhà mua chỗ nào nó không uy tín nó sẽ bị nó chạy không đúng rồi cả nhà treo lên nó chạy không đúng rồi, coi như cái mẹ đấm nó hư luôn cả nhà. Đó, cái đồng hồ này cả nhà, đây cái đồng hồ đo nhiệt chạy với độ ẩm của chạy nha cả nhà nha. Đó, Phương lưu ý với cả nhà vậy. Phải đâu Phương nói thiệt, bên Phương bán hàng Phương bao không bao giờ ép khách. Đó, không phải ép Phương phải mua mình, mà có dù có khách hàng mà không thích thì Phương ép cũng không được đó, đúng cả nhà hiểu không? Đó, đúng không cả nhà? Đó, cả nhà tin tưởng thì cả nhà ủng hộ bên Phương thôi. Đó, còn không thì cả nhà tin tưởng chỗ nào thì cả nhà mua chỗ khác thôi. Đó, vậy đâu. Còn Phương chỉ lưu ý cho cả nhà là mua chỗ nào uy tín chưa được hả cả nhà. Đó, Phương rồi đồng hồ rồi xong. Phương chỉ có vậy thôi. Cả nhà cảm ơn cả nhà đã coi video nha. Phương chào cả nhà. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe.